chồng con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Thank you.
Từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn hồn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh, dâng tiến cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung gieo lời chân lý, hầu cứu thoát muôn dân muôn đời. Từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng khánh tướng, và gọi con là bạn nghĩa thân tình. Bạn muôn ơn thiêng dẫn đưa con trên dương gian vương ngàn nguy khó. Nay hồn con nào biết lấy chi đáp đền. Từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn hồn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh, dâng tiến cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung gieo lời chân lý, hầu cứu thoát muôn dân muôn đời. Dạy về sau khắp nơi khen con thật vinh phúc, vì tình Chúa đã thương đến phận hèn. Tâm tư con sung sướng vô biên, xin dâng lên cha trọn cuộc sống. Vì nào con biết lấy chi đáp đền. Từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn hồn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh, dâng tiến cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung gieo lời chân lý, hầu cứu thoát muôn dân muôn đời. Dâng tiến cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung gieo lời chân lý, hầu cứu thoát muôn dân muôn đời. Thank you.
chưa có đất trời, Chúa đã dù thương và chôn con từ trước muôn đời. Gọi chính tên con, âu yếm che chở từng phút giây. Nào có lo chi, Chúa dìu con những ngày khó nguy. Vì Ngài luôn ở bên cạnh, đời con chan chứa ơn lành. Chúa đã dù thương, Ngài dìu đưa về bên bình an. Ôi tình yêu Chúa dàn dào, ôi tình yêu Chúa ngọt ngào. Tin con cảm mến, ân tình Chúa ngàn năm vững bền. Ôi hôm ơn Chúa diệu huyền, ôi đời con quá mòn hèn. Con mong đền đáp ân tình Chúa lòng con khắc ghi. Chứa chan dù những vong ân khi đời còn yếu hèn vô ngân, vì Ngài yêu thương con hoài dù con yếu đuối lỗi tội. Chúa đã dù thương này tìm con cảm mến tình yêu. Ôi tình yêu Chúa dạt dào, ôi tình yêu Chúa ngọt ngào. Tin con cảm mến, ân tình Chúa ngàn năm vững bền. Ôi hồng ân Chúa diệu huyền, ôi đời con quá mòn hèn. Con mong đền đáp ân tình Chúa lòng con khắc ghi. Ôi hồng ân Chúa diệu huyền, ôi đời
Chúa ngát xanh cho đời thắm tươi, lòng con luôn khát khao tình Chúa chẳng ngơi. Ngài chọn con bước theo Ngài làm muối men ướp cho đời. Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Cộng đoàn phục vụ đất thân mến, trong tình khúc Chúa thương con, Đức Nguyên Viện Phụ Ephrem Trịnh Văn Đức trong nhà chồng của con đã diễn tả rất tuyệt vời rằng: Chúa thương con, Chúa ơi, đâu phải vì con đẹp xinh, đâu phải vì con sang giàu hay vì con đáng hơn ai, nhưng thương con chỉ vì phần con nghèo hèn, chỉ vì thân con bé bọn và vì lòng Chúa thương con. Và này Chúa xin cho con am hiểu tình yêu Ngài mà từ ngàn đời đã dành cho con. Và này Chúa ơi Chúa trời con, xin cho con mở rộng lòng, cho con thêm quảng đại để đảm đàn tình yêu. Kính thưa quý vị phụ, cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn, quả thật điều này ngày hôm nay đã được thể hiện một cách rõ nét và cụ thể qua việc mà Chúa đã gọi con, mà Chúa đã dọn con, mà Chúa đến vì con trao yêu thương cho con nên chứng nhân tình yêu Chúa ngay trong trường phụng sự Chúa, ngay trong chính đời sống đang tu chiêm niệm thật tuyệt vời mà con đang sống. Vâng, cũng chính tình yêu ấy đã chỉ dẫn con bước từng bước trên hành trình ơn gọi dâng hiến, để rồi hôm nay đây con được diễm phúc tiến tới bàn thánh, trở nên khí phụ tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Với tâm tình đó, hôm nay con thật vui mừng và hạnh phúc trở về với quê hương lý nghĩa đất thân thương này để dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho cha xứ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em, quý khách xa gần đang hiện diện trong thánh lễ này và mọi người trong giáo xứ lý nghĩa thân thương. Và con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đã chung tay vun trồng đời sống ơn gọi đáng sĩ linh mục của con. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu và ân sủng ban cho tất cả mỗi người chúng ta cũng trở nên quý phụ tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Cũng trong tâm tình tạ ơn, con tưởng nhớ và cầu nguyện cho quý đấng phẩm tiền nhân, thân nhân và ân nhân trong giáo xứ đã ra đi trước chúng ta. Cách đặc biệt con cầu nguyện cho bà nội ngoại của con, cho người bố thân yêu của con, cho hai chú Pedro, chú Giuse và cô Maria. Nguyện xin cho tất cả các ngài được sớm được tôn nhan Chúa. Để lời tạ ơn và những ước nguyện của chúng ta dâng được Thiên Chúa là Cha quái thương chấp nhận, chúng ta hãy hết lòng khiêm tốn thành tâm sám hối. Tôi muốn nhận Yeah.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban ban mọi ơn lành, này chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có và ngay chính bản thân chúng con tất cả đều với Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài thích sách cuốn ca: Hãy giúp cầu Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta lên cao quý, ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân khuất của người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta liềm hoan hỷ, và cho đời chúng ta được hưởng phúc bình an. Tài đất Israel đến muôn thuở muôn đời, xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân khuất với chúng ta và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống. Đó là lời Chúa. Con ân mình nơi đấng cứu độ,
bên ngài thôi, bên ngài đeo vui suốt đời. Đáng bao nền ý thức chúa ấy đáng bao nền, vì tình yêu chúa quán quân đời ấy đáng bao nền. Con đang thế hình, nhiều con sẽ nhà đoàn trường. Yêu mến con người muôn muôn đời vẹn nghĩa thì chung, thì ngài ơi xin chớ đừng buông đẩy dân ngài. Dân ngài đã hứa rằng đã tay cứu độ. Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi vũ trụ tạo thành, để trước thánh nhan người ta trở lên tinh tuyền thánh thiện. Nhờ tình thương của người, theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã thiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng người, ân sủng người ban tặng cho ta. Trong Thánh Tử yêu dấu, trong Thánh Tử nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu độ, được thứ tha tội lỗi, theo được ân sủng rất phong phú của người. Ân sủng này Thiên Chúa đã đọc ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, người cho ta thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô, đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang người trong Đức Kitô, cả anh em nữa. Anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em, vẫn trong Đức Kitô. Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu độ, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Hallelujah.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu mến nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, nay chúng ta quy tụ về đây để cùng với tân linh mục tạ ơn Thiên Chúa. Châm ngôn sống đời linh mục của Cha mới đó là: không phải anh em chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em. Có lẽ một vấn đề chúng ta đặt ra sau linh mục mới đây lại nhận công châm ngôn này. Dưới cái nhìn của mọi người, đời chắc chắn với tân linh mục đây đã được học hỏi tìm hiểu, linh mục cũng đã hiểu rất nhiều về thiên chức linh mục. Nói đến thiên chức linh mục, đó là một ơn cao cả mà Thiên Chúa tặng ban cho loài người. Và Thiên Chúa tặng ban cho ai, trao cho ai, đó là quyền của Thiên Chúa. Thiên chức linh mục vô cùng cao trọng, cao trọng vì thẩm quyền của chức linh mục. Như Thánh Cipro Diano đã từng nói, linh mục có thẩm quyền trên mình Thánh Chúa. Trong thánh lễ nam nữ hồi, cộng đoàn sẽ chứng kiến qua lời truyền phép, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, bánh và rượu trở nên thịt và máu Chúa. Trong số tất cả mọi phàm nhân, mọi loài thụ tạo, ngoài linh mục ra không ai có thể làm được việc đó. Chỉ linh mục mới có thẩm quyền để làm cho bánh và rượu trở nên thịt và máu Chúa. Nơi cũng theo Thánh Cipriano thì linh mục có thẩm quyền trên thân thể bầu nhiệm của Đức Kitô, đó là Hội Thánh. Hội Thánh của chúng ta gồm những con người tội lỗi. Khi linh mục giơ tay đọc lời tha tội: Vậy Cha tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì một tội nhân dù tội lỗi có ngập đầu, dù có đỏ son cỡ nào, nhưng sau lời tha tội đó của linh mục thì tội nhân đó trở nên tinh quyền, trở nên thanh thiện, trở nên tốt. Và cái chuyện này cũng chỉ linh mục có mà thôi. Cho nên cái thẩm quyền của linh mục vô cùng cao. Rồi hai ta thấy linh mục là người hiện thân của Đức Kitô ở nơi trần thế này. Là hiện thân của Đức Kitô, linh mục trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Là hiện thân của Đức Kitô, linh mục tiếp tục sứ mạng cứu độ của Đức Kitô. Cho nên sứ mạng của linh mục đó là người đưa bỏ
gì để chúng ta được hưởng nhờ tình thương của Chúa? Làm sao để chúng ta có thể trở về với Thiên Chúa, được sống trong nhà Cha đầy yêu thương của Ngài? Rao giảng tin mừng, loan báo tin mừng chỉ dành cho người ta biết về luật thánh kỳ Thiên Chúa. Và không những thế, linh mục còn là người quy tụ mọi người lại bên Chúa Kitô để rồi lời cầu nguyện của Đức Kitô lạy Cha: con muốn cho họ được hiệp nhất lên một như con ở trong Cha và Cha ở trong con. Chỉ linh mục làm người cũng tiếp tục làm cho lời cầu nguyện của Đức Giêsu đó được thực hiện nơi cộng đoàn dân Chúa, để mọi người được hiệp nhất lên một trong Chúa Kitô và qua đó được hiệp nhất lên một trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Trình sự vụ của linh mục dẫn dắt chỉ đường cho mọi người về thiên đàng. Nhưng linh mục là hiện thân của Chúa Kitô, cho nên linh mục thay mặt Chúa Kitô nhận quyền năng từ Chúa Kitô để rồi linh mục tiếp tục ban phát ơn cứu độ của Thiên Chúa cho loài người chúng ta. Khi linh mục ban phát bí tích từ thánh của Thiên Chúa được tuôn đổ trên những người đặng nhận và nhờ ơn thánh của Chúa được tuôn đổ như vậy, loài người chúng ta được thánh hóa, loài người chúng ta đón nhận được sức mạnh từ Thiên Chúa và loài người chúng ta được biết và đủ mạnh mẽ can đảm trở về với Thiên Chúa, trở về thiên đàng cùng với Giêsu. Sự cao trọng của thiên chức linh mục là như vậy đó. Và chính vì sự cao trọng của thiên chức linh mục như vậy mà chức linh mục từ Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu thiết lập bí tích truyền chức thánh. Để rồi trong cái tình thương của Thiên Chúa, Thiên Chúa trao ban chức linh mục cho ai? Đó là quyền của Thiên Chúa. Loài người chúng ta không có quyền chọn lựa, không có quyền là tốt hay là linh mục, không có quyền chúng ta bỏ phiếu cho ông này ông kia là linh mục, không có. Việc tuyển chọn để mà tiến tới chức linh mục đó là quyền của Thiên Chúa. Nhưng chúng còn ai và xin Chúa trao ban chức linh mục cho ai, đó là quyền của Thiên Chúa. Thiên Chúa chọn, Thiên Chúa gọi ai, không phải vì người đó tài năng, không phải vì người đó là xinh đẹp, và không phải vì người đó có thể tài hay là con ông cháu cha không, mà tất cả là tình thương của Thiên Chúa. Chúa tuyển chọn ai? Chúa đã có kế hoạch yêu thương nơi con người đó. Cho nên chúng ta thấy nhiều người muốn cho con cái đi tu làm đi tu, Chúa không mời. Rồi nhiều người cũng nghĩ rằng thôi mình đi tu rồi mình làm người gọi là coi thường nhà Đức Chúa Trời. Như vậy là trong thánh ý kiến của người Chúa, Chúa mời, Chúa tuyển chọn, Chúa trao ban chức linh mục. Nếu không lầm thì bà cố cũng bà có ai, mình cũng cứ lường nàng, tức là Cha mời mà làm thầy thôi. Vậy mà Chúa lại gọi thầy như này, chưa ở sân kia là anh em có nghe thấy cái câu này thì bà cố nói như vậy. Chúa chọn, Chúa gọi ai? Đó là quyền của Chúa. Và chính vì quyền của Chúa, Chúa thương yêu, cho nên hôm nay đây tân linh mục đã chọn cái khẩu hiệu không phải anh em chọn thầy, nhưng chính thầy chọn anh em. Chính Chúa chọn là tân linh mục đây trao cho chức thánh, để tân linh mục đây trở thành ký phụ của Chúa, để tân linh mục đảm nhận chức cao trọng như thế, nhưng để thay mặt Chúa để tiếp tục đưa mọi người và dẫn dắt mọi người về với Chúa, được hạ linh hồn đưa mọi người về được thiên đàng. Chính thức được cái ơn cao trọng Chúa ban như vậy, linh mục được chọn chức ôn không phải chọn thầy, nhưng chính thầy chọn anh em. Để rồi hôm nay đây
khẩu hiệu này để tự nhắc nhở mình chẳng là gì cả. Dù mình đã đánh trận trước linh mục cao cả như vậy, nhưng trận linh mục đây vẫn là con người, mà đã là con người thì mang thân phận yếu đuối, đã là con người thì có dự cảm, đã là con người thì hay thay đổi đổi không ai nào biết được. Khi mà ý thức Chúa chọn mình không làm gì, để rồi linh mục từ đây hoàn toàn tin tưởng có các nơi Chúa, mình chẳng là gì. Thánh Chúa trao cho trọng tài như vậy, mình vẫn tiếp được duy trì ơn thánh đó, mình tiếp được đi cái bộ phận trách nhiệm sứ vụ của linh mục là đưa mọi người về với Chúa. Không có thầy, anh em không thể làm gì. Với sự riêng linh mục không thể làm gì nữa, nhưng với Thiên Chúa thì mọi chuyện đều có thể. Cho nên linh mục ý thức mình phân hèn để rồi ý tưởng phó thác vào Chúa, để rồi tiếp tục sứ mạng linh mục trong những gì trong tình yêu của Chúa. Chúa yêu thương mình, Chúa truyền cho mình, và tình yêu đáp trả tình yêu. Như trong tin mừng chúng ta anh em hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nếu anh em yêu mến thầy, em vẫn giữ những điều thầy truyền dạy. Chân linh mục đã trả lại tình yêu của Thiên Chúa bằng việc vẫn giữ những điều Chúa truyền dạy, bằng việc yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Chúa tuyển chọn linh mục không phải vì tài năng của linh mục, mặc dù linh mục là con người yếu đuối, nhưng Chúa muốn linh mục yêu mến Chúa. Chúng ta nhìn lại thánh Phêrô, trời Phêrô con có yêu mến thầy không? 3 lần. Và sau mỗi 1 lần Chúa trao cho quyền chăm sóc đoàn chiên của thầy, và yêu mến thì vẫn giữ lời Chúa. Cho nên tân linh mục ở đây ý thức mình được Chúa tuyển chọn, ý thức mình chẳng là gì, nhưng Chúa yêu thương mình. Cho nên giờ đây lấy công chân ngôn này để dốc quyết suốt cuộc đời linh mục của mình, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, lấy tình yêu mến Chúa để bù đắp lại tất cả những sự thiếu sót, những yếu đuối của mình, lấy lòng yêu mến Chúa mà đặt hiến cho Chúa, để phục vụ Chúa, để đưa các linh hồn về với Chúa. Và muốn làm được như vậy, linh mục đây yêu trường hà mình trước nhan thánh Chúa, để hằng ngày xét mình lại để được tự ăn năn vì những thiếu sót của mình, để rồi từ đó linh mục càng ngày càng thêm lòng tin tưởng đầy trông vững vàng vào Chúa, càng ngày càng sống theo lời Chúa, cần giữ đầy lời của Chúa. Rồi không phải anh em chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em. Chúa chọn tân linh mục đây, rồi qua các bề trên, rồi qua những người này người khác, cô bà cố cha, qua cha nghĩa phụ, rồi qua thân bằng quyền thuộc, qua nhà giàu, Chúa đã nhào nắn lên để có tân linh mục ngày hôm nay. Vì khi tân linh mục nhớ rằng mình được hiến lên trước linh mục hôm nay, không chỉ là sức riêng của mình, Chúa chọn Chúa gọi mình có quyền tự do đáp trả, mình theo hay mình từ chối, và hay đi mình theo với sức riêng mình không làm được, cậy dựa vào ơn Chúa rồi, nhưng phải cậy dựa đến cộng đoàn, cậy dựa đến những người thân nâng đỡ mình, nâng đỡ trong đời sống vật chất, nâng đỡ trong việc học hành, nâng đỡ trong con đường tu học. Để rồi trước mặt bề trên, bề trên nói rằng thấy thầy này thầy thôi xứng đáng, thấy xứng đáng thôi để mà lại trước linh mục, vì tất cả mọi người đã cầu nguyện, tất cả mọi người giúp đỡ để cho tân linh mục này tiến lên bàn thánh hôm nay. Chỉ còn sức riêng linh mục chưa chắc đã làm, vì linh mục nhớ cái cầu hiệu trong lúc này để nhớ đến mọi người yêu thương,
mọi người dẫn dắt mình vì tình thương và mọi người hy sinh cho mình rất nhiều, thì giờ đây trong tư cách là linh mục, tân linh mục đây sẽ nỗ lực cố gắng hết sức mình để đền đáp sự giúp đỡ của mọi người bằng việc sống xứng đáng trong kiến trúc linh mục, bằng việc phục vụ hết mình như Chúa muốn. Và không những thế, linh mục còn hàng ngày cầu nguyện cho các thân nhân hàng ngày hàng giờ đem như bản thân mình để mình bớt bớt sự đi. Vậy kính thưa quý đồng hòa, cùng đoàn chúng ta quy tụ về đây để chúng ta mừng tân linh mục, chúng ta chúc mừng tân linh mục, nhưng chúng ta cũng đừng quên chức linh mục thì vô cùng cao trọng. Nhưng việc lãnh nhận chức linh mục mới là khởi đầu của một hành trình dài rất nặng nề, cao trọng nhưng rất nặng nề, đầy thâm giá. Nếu không có ơn Chúa, không ai về đổ đỉnh của Chúa. Cho nên đồng đoàn chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho tân linh mục, tiếp tục kéo ơn Chúa từ trời xuống đổ trên tân linh mục, để tân linh mục trong nỗ lực của mình đón nhận ơn Thánh Chúa, thi hành nhiệm vụ của mình, đem nhiều linh hồn về với Chúa, và tân linh mục sẽ càng ngày càng trở nên tốt lành thánh thiện như những mục tử mà Chúa mong muốn. Xin Chúa nâng đỡ tân linh mục, cũng như xin Chúa tiếp tục nâng đỡ với bạn chị em, nhất là các thân thân nhân, để chúng ta đã yêu thương tân linh mục, nâng đỡ tân linh mục rồi, thì chúng ta tiếp tục trong tình yêu mến Chúa và trong tình thương dành cho tân linh mục, chúng ta tiếp tục quan tâm, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục nâng đỡ tân linh mục, nhất là trong những khi đối mặt với tập giá, đối mặt với khó khăn thử thách, được sự nâng đỡ của những người thân, đó là một sự khích lệ, động viên lớn lao cho thân mình. Xin cảm ơn bạn. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã tuyển chọn và thánh hiến các linh mục làm người thay thế cho việc giảng dạy và hướng dẫn đoàn dân Chúa. Cùng với Chúa Kitô Mục Tử, chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha những lời cầu nguyện tha thiết. Ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ người ca danh Ngài. Chúng ta hiểu lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng.
Mong dầu
chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca toàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho
chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái gương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và liên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Kính thưa cộng đoàn, vì yêu thương Thiên Chúa đã mời gọi tuyển chọn và thành viên tân linh mục là linh mục cho giáo hội. Thế nhưng với thân phận con người vốn yếu đuối và bất toàn, xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện để các linh mục nói chung và các viên tân linh mục sau Ave Maria khi cầu hôm nay luôn an vui vững bước trong đời phục vụ của mình. Giờ đây kính mời tân linh mục Việt Nam quỳ trước bàn thờ, mời cộng đoàn quỳ, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện cầu cho tân linh mục. Lạy Chúa, Chúa Chúa đã ban, Chúa chỉ thấy lòng ta tơ tàn tùy thiên, ta con này xin Chúa đổ sai tơ tàn thiên. Lạy Chúa, hôm nay chúng con vui mừng vì Chúa đã ban cho chúng con người tơ tàn là đã ban yêu mê thiên. Trọng kính cha quả hạ, cha bề trên, quý cha cố,
nhân, quý khách gia đình cùng toàn thể cộng đoàn. Thiên chức linh mục là ơn ân vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa đã tặng ban cho nhân loại. Quả thật, đây linh mục những người con thánh hiến suốt cuộc đời làm chủ đề trung thiên, đem tình thương người mục tử nhân hiền dâng trọn vẹn cho đoàn chiên chặt tiếp. Con xin thay lời cho cộng đoàn giáo xứ Ni Nghĩa có đôi lời chúc mừng tân linh mục. Kính thưa cha tân chức Maria Doan Kim Cẩu Phạm Xuân Thượng, hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúng con được nhìn thấy những nét rạng rỡ trên khuôn mặt của cha, khuôn mặt của người mục tử nhân lành thánh thiện. Cha là người con ưu tú của giáo xứ chúng con, đã được các đứng bề trên tuyển chọn vào đan điền Si Tô Lương Dương. Sau bao thời gian tu học vất vả, cha đã được Chúa thương cất nhắc lên làm linh mục của Chúa. Hôm nay toàn thể giáo xứ Ni Nghĩa chúng con vui mừng chào đón cha trở về quê hương, dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho các đấng bậc hiền nhân và cho cả cộng đoàn giáo xứ Ni Nghĩa chúng con. Chúng con xin chúc mừng và kính chúc cha luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy hồng ân của Chúa. Chúng con cũng cầu chúc cha và thái được nhiều thành công trên con đường đồng hành đồng giảng với Đức Kitô. Trong tình hiệp thông, con xin cầu nguyện cộng đoàn giáo xứ quê hương để đức tin của mỗi người chúng con ngày một vững mạnh, hầu xây dựng cộng đoàn thăng tiến hiệp đất yêu thương. Chúng con xin chúc mừng thân mẫu Vân Linh Mộ và chia vui cùng với cha nghĩa phụ, các anh em trong gia đình linh tông huyết tộc, vì đây là một niềm vinh dự lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cách đặc biệt cho bà cố. Cha nghĩa phụ và gia đình như là một sự đền bù cho những hy sinh vất vả mà bà cố và gia đình đã dành cho cha quý tử. Xin kính chúc bà cố và gia đình luôn được mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân của Chúa. Kính thưa cha mới, quý cha và cộng đoàn, trong niềm vui của thánh lễ tạ ơn hôm nay, cộng đoàn giáo xứ Ni Nghĩa chúng con xin gửi gắm tâm tình của mình vào cánh hoa tươi thắm và chú quả lưu niệm thể hiện tấm lòng của chúng con. Kính xin cha vui nhận. Một lần nữa chúng con xin được chúc mừng. Thank you.
cha cô, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chúng sinh, quý hội đồng mục vụ ba giáo xứ, giáo họ thân, quý thân nhân ân nhân xa gần, quý ông bà và anh chị em, bạn bè và toàn thể cộng đoàn. Sau tâm tình tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ, giờ đây con xin được bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến tất cả mọi người đã luôn yêu thương, nâng đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để hôm nay đây con được diễu phúc giờ thánh lễ này trong trang phục sứ vụ người đại sĩ linh mục của Chúa. Vâng, trước hết con xin chân thành cảm ơn Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giáo mục giáo phận Đà Lạt, đã yêu thương thay mặt Chúa đặt tay và xúc dầu thánh hiến để con trở lên linh mục của Chúa vào ngày 29 tháng 6 vừa qua. Thứ đến con xin được tri ân Viện Phụ Đa Minh Savio, quý Viện Phụ, quý cha, quý thầy trong đại gia đình Đan Việt Châu Sơn đã luôn yêu thương đồng hành cùng con trên bước đường vươn gọi thánh hiến đan tu. Và hôm nay viên Viện Phụ, quý cha, quý thầy lại còn ưu ái về đây dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện đặc biệt cho con nữa. Ân tình này con mãi mãi khắc ghi. Tiếp theo con xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến cha xứ Giuse, cha họ Phêrô và thầy Anton. Với tấm lòng đầy yêu thương của người mục tử, quý cha và thầy đã dành cho gia đình con và con những tình cảm hết sức đặc biệt. Trong những ngày này, quý cha và thầy đã cho phép lo lắng hướng dẫn và sắp xếp tổ chức mọi công việc thật tận tình chu đáo. Nhờ đó mà thánh lễ ngày hôm nay được diễn ra sốt sắng và trang trọng. Con cũng xin hết lòng tri ân cha Quảng Hạ, quý cha cố, quý cha đồng tế trong và ngoài giáo phận đã vì tình thương và lòng mến, quý cha đã gác lại biết bao công việc và không quản ngại được xa xa xôi, quý cha đã đến dâng lễ và chung lời tạ ơn Thiên Chúa với con. Quả thật, sự hiện diện của quý cha chỉ là nguồn sức mạnh khích lệ con, giúp con sắc tín mạnh mẽ hơn bước đường dâng hiến đan tu của con. Con sẽ không phải đi một mình mà luôn có quý cha đồng hành bằng lời cầu nguyện. Con xác tín là như vậy, đặc biệt là quý trong cố ở nhà tu dưỡng Xuân Hòa. Con cũng xin gửi lời tri ân tới quý cha anh và dì dâng trong gia đình linh tông của cha cố Vinh Sơn Vũ Định Cống. Quý cha và anh và dì đã luôn âm thầm đồng hành ân cần và giúp đỡ con rất nhiều. Công ơn này con xin mãi mãi khắc ghi. Tiếp đến con cũng xin cảm ơn sâu sắc tới cha Giuse Phạm Ngọc Anh, cha Thánh Sứ Liên Phú, vì đức thương mến thương cha đã vui lòng nhận lời chia sẻ thánh trong thánh lễ tại hôm nay. Cha mãi mãi là người anh luôn hết mực quý mến, động viên, khích lệ, nhắc nhở và giúp em rất nhiều. Em xin chân thành cảm ơn anh. Con cũng xin cảm ơn quý thầy giáo, quý thầy, quý phó tịch, quý sơ, vì tình thương mến đã đến chung lời tạ ơn với con. Cảm ơn quý sơ giáo Đa Minh đã chuẩn bị và trang trí hoa đến cho con trong thế hệ này rất đẹp và trang trọng. Và cách đi xin gửi lời cảm ơn tới sơ sợi là người em thân thiết xuất từ năm 1999. Con cũng xin được thay lời cho mẹ của con, cho tất cả các anh chị em và các cháu trong gia đình của con, xin gửi lời cảm ơn đến quý họ hàng nội ngoại, quý thân bằng quyến thuộc, quý thông gia, quý thân nhân và ân nhân, quý bà con hàng xóm láng giềng, quý khách gần xa của gia đình chúng con. Quý vị đã vì thương mến và giúp đỡ gia đình con bằng cách này cách khác đã tới hiện diện và cầu nguyện đặc biệt cho con trong thánh lễ này. Xin quý vị tiếp tục yêu thương và giữ mãi mối tình thân thương này. Em cũng xin
xin cảm ơn các anh các chị và các cháu trong gia đình đã vất vả chuẩn bị cho thánh lễ, đặc biệt đã thay em chăm sóc cho mẹ trong khi tuổi già để em được an tâm. Con cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý hội đồng mục vụ, giáo xứ Lý Nghĩa, các giáo họ, các hội đoàn, hội chồng, hội kẻ, ca đoàn, ban âm thanh ánh sáng, ban chủ đề, ban lễ sinh, ban trật tự, ban ẩm thực, các bạn giới trẻ trong giáo xứ, các con thiếu nhi và tất cả những ai đã âm thầm đóng góp công sức cũng như lời cầu nguyện để phục vụ cho cái lễ hôm nay được diễn ra thật rộn ràng và long trọng. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Nghĩa Châu, các cấp chính quyền, quý vị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho gia đình cũng như cho bản thân tôi trong việc tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay được diễn ra trong trật tự và bình an. Đặc biệt hôm nay quý vị cũng đã đến chúc mừng, chia sẻ niềm vui với giáo xứ, kính chúc quý vị sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Và tôi cũng không biết cảm ơn tất cả các bạn hữu gần xa, các bạn đã không quản ngại gác lại bao công việc để đến đây chia sẻ chung vui với tôi trong thánh lễ này. Và sau hết, kính thưa cộng đoàn, cho phép con được có đôi lời thân thưa với cha nghĩa phụ Minh Sơn và người mẹ của con. Kính thưa cha nghĩa phụ Minh Sơn, giờ đây con biết nói gì? Vâng, cách đây tròn cũng 30 năm, vào ngày 14 tháng 9 năm 1994, cha nghĩa phụ đã mở rộng vòng tay đón nhận con, cho con được vào sống trong ngôi nhà xứ Lý Nghĩa này, ngôi nhà mà cha được Đức Giáo Hội sai đến đầu tiên trong cuộc đời linh mục của cha. Thật sự, con đã nhận thấy rất rõ tình thương mà cha dành cho con, thể hiện qua việc cha nhận con làm nghĩa tử. Cha không ngừng cầu nguyện, quan tâm, nuôi dưỡng và dạy dỗ hướng dẫn con trên đường theo Chúa. Quả thật đối với con, cha đã khơi nguồn ơn gọi để cho con thi hành. Và với con, cha chỉ là người bố, người thầy đáng kính. Câu ơn này con xin mãi mãi khắc ghi. Thưa mẹ, con luôn ý thức rằng con có được những ngày hôm nay đó chính là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục, những lời cầu nguyện tha thiết đêm ngày của mẹ. Mẹ đã vất vả hy sinh rất lớn cho con. Bố đã rời xa mẹ 31 năm trời và gánh nặng cuộc đời của mẹ lại ngày càng thêm nặng trĩu. Nhưng con biết mẹ luôn tìm về đến Chúa, sống đã có mật thiết với Chúa và lấy Chúa làm nơi mẹ tựa nương. Và rồi mẹ đã vượt qua tất cả. Con xin tạ ơn Chúa cùng với mẹ. Và thưa mẹ, trong ngày vui trọng đại này, con cũng hướng về bố. Giờ đây ở bên bố chắc ở bên Chúa, chắc chắn bố cũng sẽ rất vui khi con được dâng thánh lễ đầu tiên tại quê hương Lý Nghĩa rất thân thương này. Con còn nhớ mỗi khi con về, người chú hay hàn huyên với bố, nói với con rằng hồi cậu còn rất nhỏ, 5-6 tuổi, bò ở dưới đất nền nhà cùng với anh em câu công cộng, và bố cậu đã chỉ vào cậu và bảo rằng sau này lớn lên thằng này sẽ cho vào ở với cha xứ. Và quả thật ước mơ của bố chỉ sau một năm
tươi đầy, trang trọng và xuất sắc. Hôm nay sự hiện diện thật đông đủ và đầy đặn tình nghĩa cao quý này của quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý vị là một dấu chỉ đặc biệt của tình yêu mến thắm thiết mà tất cả mọi người đã dành cho con. Một lần nữa, con xin hết lòng tri ân quý cha, quý thầy phổ tế, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa. Và giờ đây, con xin gọi đến tất cả tâm tình của con vào những tràng hoa để dâng lên cha xứ, cha cố Minh Sơn và người mẹ của con.
tên con. Khi tình duyên phai dấu chẳng còn, khi đời con đắng cay hao mòn, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con, bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài. Để rồi hôm nay, bước theo Ngài hiến dâng từ đây. Dù nhiều trong gai, kính thưa thầy cố cụ toàn thể toàn đoàn, hôm nay cũng là một hồng ân lớn, một món quà lớn mà Thiên Chúa đã trao tặng cái đặc biệt cho tân linh mục của giáo xứ Lý Nghĩa chúng ta, cho bà cố, cho toàn thể gia đình tân linh mục và cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ Lý Nghĩa của chúng ta. Và chúng ta vừa với thiệp dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa với tất cả những hồng ân mà Ngài đã ban cho chúng ta. Và giờ đây Chúa lại ban cho chúng ta một bữa cơm gia đình để chúng ta cùng chung chia nhau trong tinh thần tạ ơn, trong tinh thần hiệp nhất và trong tinh thần chia sẻ những niềm vui với tân linh mục và gia đình hôm nay. Và giờ đây chúng ta hãy trật tự một chút để chúng ta xin Chúa thánh hóa quan chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Chúa đã ban cho chúng con một tân linh mục tại giáo xứ Lý Nghĩa của chúng con. Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa về những hồng ân cao cả đó. Và giờ đây chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con để có một cơ hội ngồi với nhau trong bữa tiệc chiên này. Xin Chúa chúc lành cho tân linh mục, cho gia đình, cho cộng đoàn giáo xứ cũng như cho mỗi người chúng con trong bình an và trong Chúa. Và giờ đây xin Chúa làm phép những quán này cho lòng rộng rãi, cho bàn trò chúng con thường dùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con. Chúng ta vỗ một tràng vỗ tay lớn để chúng ta chúc mừng tân linh mục và chúng ta chúc mừng ăn nhau một bữa tiệc cùng con vui vẻ. Chúc ta mọi người ăn ngon. Vâng, chúng con chào đón tân linh mục đến với chúng con. Một tràng vỗ tay thật lớn chào đón tân linh mục. Cộng đoàn có thấy là anh em chúng con sớm nhau mà. Anh em chúng con là vào với nhau rất là gần với lại cha cố đầu tiên đấy. Ngày mà con đi với lại cha cố thì anh chủ ước ao là một lần mình cũng được ngồi sau cha cố Vĩnh Sơn. Trong khi đó thì Ngài đã làm cha trước đây cả 10 năm rồi. Và hôm nay con, anh em chúng con sở hữu tuổi 40 năm rồi con mới được làm cha đấy ạ. Xin cộng đoàn tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho con. Kính chúc cộng đoàn cơm thật ngon miệng. Và xin cho dành cho một tràng vỗ tay thật dài cho cha chủ. Con quyết không phai nhòa, dù nhiều chông gai, nhưng tình con quyết không phai nhòa. Chúa con hằng vững an, chỉ nguyện
xin Ngài bên con cùng chia sớt đắng cay ngọt bùi. Xin bên con Chúa ơi, cho con an vui đời theo Chúa. Xin bên con Chúa ơi, đừng mặc con độc hành đêm tối. Xin bên con Chúa hay dìu dắt con trên đường tiến thành. Xin bên con Chúa đừng xa con, đừng bỏ con một mình đơn côi. Giấc mộng vàng sao tan mau, phút mơ hồ ngoảnh nhìn trước sau, có ai còn bên con đâu, chỉ mình con đơn hành lẻ bước. Ai nơi đâu, ai ở đâu. Con xuống này được hồng lên thành diễn của cha anh Minh Thông. Con cũng biết tặng món quà gì, xin gửi tặng cha anh một bài ca khúc Cảm Biến Ân Tình. Xin Chúa luôn đồng hành cùng với cha anh trên bước đường ơn gọi của mình và trong sứ vụ linh mục mà Chúa đã chọn và trao phó cho cha.
con nồng say như nắng hạ. Tình Ngài yêu con mơn man tựa như gió thu. Tình Ngài yêu con mênh mông như trời ngày đầu. Tình con yêu cha nhạt nhòa như mưa ngày xuân. Tình con yêu cha lạ lơi như gió hạ. Tình con yêu cha. Kính thưa cộng đoàn, con đi cảm ơn cộng đoàn thì đều bạn nào cũng nói với con rằng cha mới tuyệt vời quá. Bình thường ấy là tiệc sẽ tan cả một tiếng rồi, nhưng mà không biết vì sao trời đổ cơn mưa lại kéo quý vị ở lại với con thêm cả một tiếng nữa. Tạ ơn Chúa. Thì con thấy trời mưa và quý vị không thể về được, muốn về nhưng mà không thể về được. Tự nhiên con nhớ đến câu chuyện của cha gọi là Thánh Tổ Phụ dòng biển Đức và Sito của chúng con. Con xin kể hầu quý vị một câu chuyện được không ạ? Nếu nhất trí cho con một tràng tay thật dài nhá. Vâng, câu chuyện kể rằng đây là vị thánh ấy, thánh lập ra dòng của chúng con ấy mà là thật. Có nghĩa là một người em gái đó là một người em gái của Thánh Tổ Phụ biển Đức của chúng con đến đan viện thăm anh. Và hai anh em Hàn Huyên đương nhiên là ở ngoài nhà khách chứ không được vào nội vi. Thế là bà em gái tha thiết nghe ông anh nói chuyện với mình, hạnh phúc quá. Mà trời thì tối tối rồi, ông anh cứ đòi về đan viện tại vì trời tối rồi. Bà em gái thì cứ tha thiết anh ở lại với em đi, trò chuyện với em đi, quá lâu ngày không được gặp anh. Nhưng mà ông anh bảo bây giờ thời gian hết rồi, phải về với đan viện để cầu nguyện cùng với các cha các thầy. Thế là bà em buồn quá gục mặt xuống, chắp tay lên nguyện. Không biết cầu nguyện thế nào mà tự nhiên trời đổ cơn mưa. Quý vị ạ, mưa tầm mưa tã khiến cho ông anh trai không trở về đan viện được. Và lại phải ngồi tiếp bà em gái. Và bà ông anh bảo rằng em đã làm gì vậy, xin Chúa tha tội cho em. Bà em bảo rằng em xin anh không cho em, anh đòi về đan viện. Em và em đã xin Thiên Chúa và Thiên Chúa đã nhận lời đổ một cơn mưa thật to khiến anh không về được. Và như vậy thì Thánh Tổ chúng con lại phải ở trò chuyện với người em gái suốt một canh khuya, đúng không ạ? Và như vậy thì người em bảo ai yêu nhiều thì sẽ được thương nhiều. Và tự nhiên con liên hệ bản thân, con xác tín rằng tất cả mọi người thương con và Chúa cũng thương con, cho nên đổ cơn mưa xuống chặn lại những bước chân nhanh của quý vị. Bằng giờ là tan hết rồi, nhưng mà giờ con mới biết là quá tuyệt vời, phải không ạ? Cho con một tràng tay đi ạ. Đấy, con vừa nói xong lại có một chúc mừng. Thế giáo họ thắng hạ chúng con thuộc sĩ Minh Nghĩa có một chút quà. Dạ vâng, con cảm ơn ông nhiều. Đấy, hy vọng con nói thì lại có người mang. Con cảm ơn ông cố rất nhiều. Vâng, và để tỏ lòng biết ơn tất cả quý vị đã vì cơn mưa dành cho con xin được hát tặng quý vị một bài khúc cảm tạ đi nhỉ. À dạ vâng. Nhanh thì người ta lại về mất đấy. Con xin hát tặng cộng đoàn những người mà còn ở lại trong giây phút này một nhạc phẩm khúc cảm tạ. Và con xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trời lại bắt đầu ướt rồi. Cảm ơn từ đó
trong tim ngày đêm tan dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình cha, sa mạc chảy ra dưới hương nước tràn hòa. Tình dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, vì cứ nhớ thánh ân ngài trao. Nguyện theo chân Chúa đi qua đời ta bao hay. Quý vị
Thiên của quý vị. Êm trôi, êm trôi. Nhưng mà êm trôi phải nhớ đến con Hoàng ạ. Vâng, tôi xin cảm ơn rất nhiều.